Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Làm Nail tại Mỹ cùng Nhân Lì. Thì bữa hôm nay ở bên New York các bạn có một cái tiệm nail ở thành phố Long Island. Thì có một chiếc xe này nó đã mất lái và nó tông thẳng vô tiệm nail. Nó tông thẳng vô tiệm nail thì làm 9 người chết các bạn. Thì mình không nắm rõ được là 9 người chết đó là thợ nail hay là khách các bạn. Tại vì các bạn biết không, ở bên Mỹ á, những cái tiệm nail nè, các bạn thấy không, xe nó đậu đây nè đó, các bạn thấy không, một chiếc xe hai xe, thì khi mà họ đậu như vậy đó, nhiều khi họ đạp lộn chân ga là chân thắng các bạn, thì nó tông vào đây, nó bể kiến các bạn, bể kiến và nó khách nó ngồi đây nè, giống như bây giờ mình đang ngồi đây thì tự nhiên ở sau nó có chiếc xe nó tông lên cho mình, các bạn biết không. Thì theo như trên đài họ nói là có tổng cộng là 9 người chết trong cái vụ tông xe vô tiệm nail này. Thì các bạn biết không, mình hay đi chào bán bảo hiểm cho người Việt Nam của mình, nhất là thợ nail đó. Mình nói với các bạn là anh ơi, anh làm nail á, mỗi một ngày á, anh đi làm tiền bo thôi đó, tiền khách cho đó, một ngày cũng được 5-60 đô các bạn. 5-60 thì hơi nhiều, 5-60 đô không, thì bây giờ anh nhín ra 5 đô la hay là 10 đô la mỗi một ngày để anh mua một cái quỹ bảo hiểm đi. Quỹ mà có cái gì đó, thí dụ như mà bị tai nạn, bị chết đó, anh được đền 300.000, 400.000 không, để mà gia đình của anh họ còn có tiền xây sở đám ma này. Các bạn biết là cái vụ mà nghệ sĩ Đức Tiến đột quỵ qua đời đó, cái tiền đám ma của ổng thôi đó là lên tới 51.000 cho cái tiền đám ma thôi đó. Thì bây giờ các bạn là thợ nail, các bạn không bỏ ra 5 đô la hay 10 đô la mua một cái bảo hiểm, thí dụ gửi mà xui xui một chiếc xe nó tông vô thì sao đó. Có nhiều người Việt Nam họ nói mình là thôi tôi đi làm nail rồi tôi đâu có cần bảo hiểm đâu, mua bảo hiểm chi. Các bạn nên nhớ rằng đi làm nail á, cái môi trường nail nó rất là độc hại, không? Bữa nay là một cái tiệm nail bị chiếc xe tông vô, 9 người chết. Thí dụ như mình nói xui xui mình là một trong 9 người đó sao, giống như bây giờ mình đang ngồi ở đây mình đang đứng, tự nhiên có chiếc xe tông vô thì mình làm sao biết được. Thì mình gán mua một cái bảo hiểm, không, mình mua một cái bảo hiểm 400.000, thí dụ mà mình có cái gì đó nội mà cái tiền đám ma thôi đó là cũng 51.000 rồi, còn 350 thì để cho con cái mình nó xây sở các bạn ha. Ok, có nhiều người họ nói là thôi mua chi, chừng nào có chết mua chi. Những cái người này họ không hiểu, khi mà các bạn mua cái bảo hiểm này thì các bạn chết thì dĩ nhiên là các bạn được đền, nhưng mà các bạn không chết thì cái tiền nó tăng lời. Bây giờ mình nói thí dụ đi, bây giờ một người thợ nail 30 tuổi đi, anh ta mua cái bảo hiểm này, anh ta đóng 20 năm là xong, không đóng nữa. Thì sau 20 năm có nghĩa là anh ta 50 tuổi thì tổng số tiền anh ta đóng là 48.000. Nhưng mà sau 20 năm thì cái số tiền 48.000 nó sẽ tăng lời lên thành 56.000 hay là 60.000. Có nghĩa là anh ta lời chứ anh ta không lỗ, nếu mà anh ta không bị gì luôn á, thì cái số tiền anh ta đóng vô nó sẽ tăng lời theo thời gian. Đó. Còn nếu mà trong khoảng thời gian này mà anh ta bị gì thì dĩ nhiên là công ty sẽ đền mấy trăm ngàn. Có nghĩa là mình mua bảo hiểm là mình lời chứ mình đâu có lỗ đó các bạn ha. Thì các bạn biết không, cũng lại là một câu chuyện này nữa. Thì bữa hôm nay ở bên thành phố California đó các bạn, ở tiểu bang California đó, thì có một người Việt Nam trẻ tuổi, và còn trẻ mà bị mắc bệnh ung thư các bạn. Nhưng mà còn trẻ mà bị mắc bệnh ung thư đó, cho nên không có để dành được bao nhiêu tiền, thì mới lên mạng là xin quyên góp để mà giống như là có tiền chữa bệnh và lo cho những cái việc lặt vặt trong gia đình. Thì các bạn thấy không, bây giờ mình là thợ nail đi, mình đang còn trẻ, đang còn khỏe, mình bỏ ra 5 đô la. Mình nói 5 đô la thôi, nó không phải là nhiều với các bạn. 5 đô la bằng một ly cà phê thôi. Thì bây giờ các bạn đang 30 tuổi phải không, các bạn mua cái bảo hiểm đi. Thí dụ như các bạn 35 tuổi các bạn bị đột quỵ, các bạn phát hiện bị ung thư, thì cái công ty bảo hiểm này các bạn không chết, nó cũng được đền nữa các bạn. Các bạn bị mắc bệnh ung thư, các bạn cần tiền chữa trị, nó cũng đền được. Có nhiều người họ nói là ở bên Mỹ này bệnh ung thư rồi chính phủ trả. Đúng như vậy các bạn ơi, ở bên Mỹ này các bạn bị bệnh, các bạn không có tiền á, chính phủ nó trả. Nhưng mà các bạn nên nhớ rằng chính phủ nó chỉ trả tiền bác sĩ, tiền bệnh viện thôi, còn tiền ăn uống, tiền lặt vặt, tiền mai táng, tiền này tiền nọ chính phủ nó đâu có trả, tiền nhà cửa chính phủ đâu có trả. Có nhiều người nói thôi mua bảo hiểm chi, bây giờ tôi bị bệnh à, không, đi bệnh viện miễn phí, thuốc miễn phí. Nhưng mà các bạn cũng cần phải ăn, các bạn cũng cần phải mặc, các bạn cũng cần phải xài điện nước, không, các bạn bị không đi làm được thì tiền đâu mà các bạn xài. Cho nên mình nói với các bạn á, mình hay nói với thợ nail á,
Gán đi anh ơi, 5 đô la mỗi một ngày thôi, nó không phải là mắc. Nhưng mà nó sẽ bảo gì anh? Anh nghĩ đi, anh là thợ nail, anh đi làm để kiếm tiền. Mà bây giờ, ví dụ như một chiếc xe nó đụng vô một cái đi, không, nếu mà anh chết thì anh được đền mấy trăm ngàn, gia đình anh có tiền xây sở. Còn nếu như mà mình không bị gì đi, mà mình chỉ bị thương thôi đi, giống như mình nó đụng vô mấy cây sắt nó gãy xuống, nó đè mình, thì mình cũng được lãnh bảo hiểm, mình bị lãnh bảo hiểm thương tật các bạn. Thí dụ như mà các bạn là bây giờ các bạn, thí dụ như các bạn mua cái bảo hiểm 500 ngàn đi, ok, thì nếu mà chiếc xe mà nó tông vô mình đó mà mình chết đi thì mình được đền 500 ngàn. Còn nếu mà mình không chết á, mà mình chỉ bị thương thôi, mình bị bệnh injury thôi, giống như mình bị liệt thôi, thì nó cũng đền tới 80%, ví dụ là 450, nhưng mà mình không cần phải chết các bạn, hiểu không? Còn nếu mà các bạn mua bảo hiểm là 500 ngàn, ví dụ các bạn bị ung thư hay là bị đột quỵ, nói chung là nó cũng được đền nữa, không chết nó cũng được đền nữa đó. Thì nó là vậy vậy ha, các bạn thấy không? Thợ nail mà có tiền tơi mà bỏ ra mua đi các bạn, biết mỗi một ngày mà các bạn giũa đó, nội mà cái bọt nó hết vô đó, nó thường sau này nó các bạn sẽ bị phổi, không, suy phổi. Nó nói chung là thợ nail đi làm á tiền bo nhiều lắm. Mình biết các bạn á, đi làm á một ngày á, một một con khách á, nó cho 20 đô. Các bạn biết bây giờ một người khách đó nó cho 20 đô, 30 đô là chuyện nhỏ bạn. Mình là thợ nail mình biết mà. Mình nhín ra một chút xíu mình mua một cái bảo hiểm. Bây giờ các bạn nói là thôi đi mua bảo hiểm chi? Trời ơi. Các bạn thấy không? Các bạn ra đường, các bạn dừng đèn đỏ, ở sau nó cái xe nó tông tới. Không, các bạn đi ra đường, đồ nó rớt xuống, rồi các bạn đi ra đường nó bị xả súng này nọ. Đó, các bạn mua bảo hiểm chi để được bồi thường. Không, các bạn có thể mua một gói bảo hiểm 500 ngàn, 1 triệu đô. Không, nói chung á, nó chỉ tốn các bạn là 5 đô la, 10 đô la mỗi một ngày thôi. Coi như các bạn hy sinh một ly cà phê một ngày đi để có các bạn có sự bảo vệ cho con cái các bạn. Các bạn biết không, khi mà các bạn lên mạng các bạn coi cái đám ma của Đức Tiến á, là ổng chết á, là ổng để lại một cái giống như là 51.000 cái tiền đám ma. Rồi còn căn nhà bên California chưa trả hết nữa, một gánh nặng. Thí dụ bây giờ các bạn có bảo hiểm này đi, là vợ con các bạn có tiền trả khỏi lo. Ví dụ các bạn mua 500 ngàn đi, ví dụ cho bạn chết, giống như bây giờ mình đi mình mua 500 ngàn. Nếu mình bị gì đi, mình lấy 200 ngàn mình trả nhà cho con mình nó có nhà ở, còn 300 ngàn mình cho tụi nó xài để sau này tụi nó có tiền tụi nó làm. Các bạn thấy không? Cho nên á, các bạn đừng bao giờ nói là thôi tôi đâu có cần bảo hiểm. Các bạn sẽ cần bảo hiểm. Các bạn sẽ cần bảo hiểm chứ không phải là không cần bảo hiểm, ai cũng cần bảo hiểm chứ. Tại vì sao vậy? Thì con người nó có sinh nè, sinh xong rồi lão nè, lão xong rồi bệnh nè, bệnh tử. Bây giờ các bạn còn trẻ đúng không? Thì các bạn sẽ già. Các bạn sẽ già thì các bạn sẽ phát bệnh. Các bạn bệnh thì các bạn sẽ chết. Thì nhưng mà các bạn nghĩ đi, bây giờ các bạn mua bảo hiểm giống như bây giờ mình là mình còn trẻ, mình còn khỏe, mình mua bây giờ nè, mình mua bây giờ thì cái phí nó rẻ đúng không? Mình sẽ giữ được cái phí bảo hiểm rẻ. Còn các bạn đợi mà các bạn lớn lên á, cái phí bảo hiểm nó mắc, các bạn mua là mua mắc. Cho nên bây giờ thợ nail mà 30 tuổi á, các bạn nên mua đi để giữ cái phí đó. Thấy không? Sau này các bạn sẽ xài. Vì các bạn thử suy nghĩ đi, tới lúc 50 tuổi, 60 tuổi á, là cái số tiền mà các bạn đóng vô bảo hiểm á, nó đã tăng lời lên rồi. Nó đã tăng lời lên rồi. Các bạn thấy không? Giống như bây giờ các bạn đầu tư vô bảo hiểm nè, không? Rồi, thì thí dụ sau này mình nói thí dụ đi, bây giờ các bạn thấy không? Khi mà nó lên á, nó lên á, các bạn sẽ dùng cái tiền này để làm gì? Để về hưu. Để về hưu. Bây giờ các bạn 30 tuổi không? Các bạn ăn xài cho đã. Cái tới lúc 50 năm tuổi cái các bạn không đi làm được. Các bạn nằm liệt giường không có ai nuôi. Nhưng mà các bạn nên nhớ rằng 55 tuổi là cái thời gian nhiêu? 20 năm. Các bạn đầu tư vô đây. Sau này 55 tuổi ví dụ các bạn phát bệnh ra các bạn có này. Các bạn xài. Cái này giống như ống heo vậy đó, nhưng mà nó là bảo hiểm, nó bảo vệ các bạn. Ok. Nếu mà các bạn nào mà muốn biết thêm á, hãy gọi cho mình 314 438 7599. Các bạn nên nhớ rằng đừng bao giờ nói là tôi không cần bảo hiểm. Tôi không cần bảo hiểm, đừng bao giờ nói như vậy. Các bạn cần bảo hiểm. Người Việt Nam mình họ cần bảo hiểm. Tại vì mình thấy có nhiều người Việt Nam đi làm nail á, 60 tuổi các bạn biết không, giống với tiệm nail mình à. Mỗi một ngày á, mình nhận được những cuộc điện thoại gọi vô. Alo, con ơi, con còn nhận thợ nail không? Cô năm nay 59 tuổi rồi, cô không thấy đường, cô muốn đi làm nail kiếm tiền. Trời ơi, 59 tuổi là cái tuổi ở nhà chơi với con cháu mà còn đi làm nail nữa, làm sao nổi các bạn? Tại không có để dành, không có đầu tư.
Bây giờ các bạn đầu tư vô cái bảo hiểm này, 55 tuổi các bạn về các bạn rút tiền ra các bạn xài, rút tiền ra xài. Các bạn biết không, cái bảo hiểm này á, nó có một cái loại đầu tư. Bây giờ các bạn muốn về hưu ở tuổi 55, các bạn đóng đủ một số tiền đó là đúng đến 55 tuổi nó sẽ trả cho các bạn. Các bạn cứ xài cho tới khi mà các bạn chết thôi. Cái đó gọi là quỹ hưu trí, nhưng mà nó là bảo hiểm đi đi kèm theo. Các bạn đâu có muốn làm neo tới 60 tuổi đâu, đúng không? Đó. Các bạn thấy không? Ở đây nè. Thấy không? Đây là một tấm hình một cô Mỹ đen và một đứa bé. Các bạn biết không, người Mỹ đen á là họ ăn xài rất là nhiều mà họ còn biết mua bảo hiểm để bảo vệ con của họ. Người người Việt Nam mình làm nhiều tiền mà lại không dám mua bảo hiểm là sao? Các bạn biết người Mỹ đen á, tụi nó nổi tiếng là tụi nó làm biếng các bạn, tụi nó không chịu đi làm. Nhưng mà những cái người Mỹ đen mà có học á, tụi nó muốn bảo vệ cho con của họ, tụi nó muốn xây dựng cho một tương lai. Thấy không? Tụi nó muốn bảo vệ cho con họ, tụi nó mua bảo hiểm. Các bạn thấy không? Đó. Thì người Việt Nam mình á, người Việt Nam mình ăn xài dữ quá, mua túi xách LV, Chanel rồi Gucci đồ, mua cái bảo hiểm này thì không dám mua. Mua cái bảo hiểm này không dám mua. Đợi tới lúc đụng chuyện, đụng xe đổ đó thì lại lên mạng xin GoFundMe. Bây giờ mình nói với các bạn á. Các bạn biết không, cái câu chuyện này là mình nói thiệt nha. Cái câu chuyện này mình nói thiệt chứ không, mình không có chùa ai hết các bạn. Các bạn biết cách đây 1 năm gì trước á thì mình có một người người bạn các bạn. Thì cái anh này ảnh mới kêu cái thằng bạn của ảnh mua bảo hiểm, thì thằng đó cũng ba mấy tuổi à. Thì kêu nó mà thôi bây giờ mày mua cho tao cái bảo hiểm nhân thọ đi, có 5 đô la một ngày thôi. Mình đền bù cái tuổi 30 á là mua bảo hiểm nhân thọ là nó đền 500 ngàn các bạn, 500 ngàn á. Thì cái thằng bạn nó nói là thôi mày nghĩ sao vậy, tao mới có 30 tuổi à, tao mua bảo hiểm nhân thọ làm chi. Nó không mua các bạn, nó không mua. Đó. Đụng cái các bạn biết không, ngày cái tuần sau cái nó bị đụng xe các bạn, đụng xe ở trên highway, nó ngủ gục, nó đi làm về nó mệt nó ngủ gục các bạn, mà cái thằng lái xe ngược lại á cũng chậu xỉn luôn, hai xe đụng nhau các bạn, cái thằng bạn nó chết. Nó để lại cho con vợ của nó 2 đứa con mới đẻ và một căn nhà đang trả góp 400 ngàn. Bây giờ các bạn thử nghĩ đi, cái thằng bạn á nó bị tai nạn ở trên quốc lộ, con vợ nó ở nhà phải lo 2 đứa con nhỏ, với cái tiền nhà trả góp trong vòng 30 năm là 400 mấy ngàn. Bây giờ con vợ nó không đi làm được tại vì phải lo cho 2 đứa nhỏ, nhà trả góp thì làm sao mà lo nổi. Nó cái bạn biết mình rất là tức khi mà mình nghe cái này, tại vì nó không chịu mua bảo hiểm. Nếu mà nó chịu mua bảo hiểm là nó được đền 500 ngàn rồi. Nếu mà nó chịu mua bảo hiểm một tuần trước á là nó được đền 500 ngàn rồi, là bây giờ 500 ngàn lấy trả pay up cái nhà là vợ con nó có nhà ở rồi, còn dư được 50 ngàn là cũng xây sở được cái đám ma rồi. Bây giờ không có tiền, trong ngân hàng của 2 đứa có nhiêu, 4.500, 4.500 các bạn. Bây giờ phải lên mạng để GoFundMe để quyên tiền làm đám ma. Các bạn thấy không, mình không phải là mình đi bán bảo hiểm là mình trụ các bạn, không phải mình trụ các bạn. Mình khuyên các bạn là nên mua. Các bạn bỏ ra có 5 đô la thôi. Bây giờ mình nè, mình bỏ ra 5 đô la mình mua cái bảo hiểm này, mình lập tức mình có được cái bảo vệ là 500 ngàn đô la. Mình đi ra đường mình bị cái gì là mình con cái mình nhận 500 ngàn đô la. Cái đó gọi là bảo vệ chứ không phải là chùa ẻo các bạn. Thấy không? Người Việt Nam mình họ rất là sợ mua bảo hiểm nhân thọ, tại họ sợ lừa đảo. Không có. Ở bên Mỹ này bảo hiểm nhân thọ nó không có lừa đảo các bạn. Các bạn nên nhớ là ở bên Mỹ nó có luật của Mỹ nha các bạn. Ở bên Mỹ là có luật của Mỹ nha các bạn nhé. Giống như các bạn thấy cái khách sạn đâu, cái khách sạn đó đó. Thôi giờ nói tiệm nail mình đi. Các bạn biết không, ở trong cái tiệm nail của mình á, không, mình muốn mở tiệm nail á, mình phải mua bảo hiểm nha. Gửi mà cái bảo hiểm trong cái tiệm nail của mình là 1 triệu đô đó. Cái bảo hiểm trong tiệm nail của mình á. Ok. Thì nếu như mà khách mà té hay là gãy tay đó thì nó đền 50 ngàn, tối đa 50 ngàn. Nếu mà cháy mà sập tiệm nail đó nó đền tối đa là 1 triệu đô. Ok. Nếu mà bị thương nhẹ nhẹ nó đền 50 ngàn, nếu mà bị nặng á nó đền tới 1 triệu đô. Đó là cái bảo hiểm cho cái business. Còn cái khách sạn đó mình cá với các bạn á là cái bảo hiểm của cái khách sạn đó tới 10 triệu các bạn. Nếu như mà khách mà nó té trong khách sạn hay nó tự tử trong khách sạn đó, hay là nó bị cháy trong khách sạn đó, thì cái bảo hiểm nó sẽ đền cho khách sạn này tối đa là 10 triệu đô các bạn.
Các bạn hiểu không? Cho nên các bạn yên tâm, ở bên Mỹ này bảo hiểm nó rất là an toàn. Ok, giống như bây giờ thấy không, các bạn mua xe, các bạn hay có bảo hiểm xe 2 triệu. Ví dụ như mà các bạn đang đi cái đường, đi xe các bạn bị đụng là bảo hiểm nó sẽ đền các bạn. Thí dụ như mà nó định giá các bạn là ok, chiếc xe của anh là 13.000, nó sẽ ký cái check 13.000 đưa cho các bạn, nó lấy chiếc xe các bạn lấy cái check đó các bạn đi mua chiếc xe khác, đơn giản nó sẽ đền cho các bạn chứ không phải là không đền. Ở bên Mỹ là mua bảo hiểm là nó đền chứ không phải không đền các bạn ha. Đó rồi, có một cái chị kia, các bạn biết ông chị kia, chị trước khi mà chị mua bảo hiểm á thì chị cũng rất là sợ các bạn, chị sợ là ôi tôi mua bảo hiểm chi trời ơi, thì thôi người ta khuyên quá chị cũng mua bạn. Thì chị vừa mua xong, bạn, chị bị đột quỵ, chị bị liệt, chị bị méo mặt các bạn, bị méo mặt đó. Thì công ty bảo hiểm đời đó chị rất là mừng các bạn. Các bạn thử thử nghĩ đi, tự nhiên các bạn đang khỏe mạnh, các bạn đang bình yên, các bạn bị liệt, các bạn bị méo mặt, thì các bạn đâu có đi làm được, các bạn bị liệt cái tay rồi sao đi làm được, rồi tiền đó các bạn sống. Có nhiều người nói thôi tôi bị bệnh, tôi bị gì đó, chính phủ trả tiền tôi đi bác sĩ, tôi mua bảo hiểm chi, thì đúng rồi, nhưng mà tiền đâu các bạn ăn, tiền đâu các bạn uống, và tiền đâu các bạn trả tiền điện đó. Thì cái chị này chị rút cái bảo hiểm ra chị xài, chị được bồi thường 100 mấy chục ngàn các bạn, 100 mấy chục ngàn đó nha. Cho nên á, các bạn đừng bao giờ nói là tôi không cần bảo hiểm. Các bạn cần bảo hiểm, nhưng mà các bạn có mua hay không là vấn đề của các bạn. Nãy giờ mình giải thích rất là nhiều rồi, nó chỉ tốn các bạn $5 mỗi một ngày thôi, mình biết á, thợ nail á họ làm rất là nhiều tiền, nhưng mà thợ nail á họ không chịu mua bảo hiểm các bạn, họ không chịu mua bảo hiểm đó. Nói thiệt với các bạn nha, hãy mua bảo hiểm đi để có cái sự bảo vệ cho gia đình các bạn. Không phải là mình bán bảo hiểm mà mình muốn các bạn mua. Các bạn không mua cũng được, nhưng mà các bạn nên nhớ rằng, ở bên Mỹ này một cái đám ma đó là 50 mấy ngàn, 50 mấy ngàn đó nha. Nếu mà các bạn bị cái gì đó là nhà các bạn bị kéo, xe các bạn bị kéo, con cái các bạn không có nhà ở, các bạn phải để lại một số tiền để cho con các bạn nó đầu tư, nó làm ăn. Và các bạn phải để dành tiền để cho các bạn về hưu nữa chứ. Quỹ hưu trí của các bạn đâu? Các bạn có bao nhiêu tiền để về hưu? Mỗi một tháng á, khi mà các bạn về hưu á, các bạn có bao nhiêu tiền? 300, 400, 500. Các bạn nên nhớ rằng với cái thời buổi kinh tế lạm phát này đó, khi mà các bạn đầu tư vô quỹ hưu trí này á, một tháng các bạn về hưu á, các bạn cũng được từ 2.000, 3.000. Các bạn nên nhớ nha, là đầu tư vào cái quỹ hưu trí của mình để về hưu. Gọi cho mình đi 314-438-7599. Nếu như mà thợ nail, chủ tiệm nail mà chưa có bảo hiểm, hãy nên mua đi, mình nói thiệt. Một lời khuyên chân thành, mua bảo hiểm nhân thọ để bảo vệ các bạn, bảo vệ gia đình các bạn. Tại sao mình nói là bảo vệ các bạn? Thí dụ mà các bạn bị đột quỵ mà các bạn không chết, cái bảo hiểm này nó bảo vệ các bạn có tiền xài. Tại sao lại nói là bảo vệ gia đình các bạn? Nếu mà các bạn bị gì mà chết đi, cái bảo hiểm này nó sẽ đền cho gia đình các bạn. Gia đình các bạn có tiền xây sở, trả nhà để khỏi bị ra đường ở, bảo vệ gia đình các bạn. Cho nên mình hãy nói là các bạn mua bảo hiểm là các bạn bảo vệ cho các bạn trước, các bạn bảo vệ cho gia đình các bạn sau này. Gọi cho Nhân Lì 314-438-7599.